chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà Phê Nhân Phẩm. Mới đấy thôi mà 11.13 đã lại đến rồi, với một loạt thay đổi chóng mặt. Những thay đổi trong phiên bản này tuy không mang tính cách mạng như trước, nhưng nó lại nhắm thẳng đến một số tộc hệ đang bá đạo nhất. Giờ thì hãy cùng đến với top 5 đội hình mạnh nhất trong phiên bản 11.13 để biết đâu là đội hình chúng ta có thể đặt niềm tin để leo rank nhé. À, trước khi bắt đầu thì mình bật mí cho anh em là còn chưa đến một tháng nữa, phiên bản giữa mùa giải sẽ được tung ra vào ngày 21 tháng 7. Và có thể chúng ta sẽ phải chia tay với nhiều cái tên quen thuộc đấy. Cà Phê Nhân Phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Đội hình thần sứ Tà Thần là đội hình thống trị trong phiên bản 11.12. Khi thần sứ được bắp sát thương từ 10 lên 12%, cùng với đấy Kama được chỉnh sửa kỹ năng và tăng sát thương, đã khiến cô ta trở thành carry bá đạo đi cùng 6 thần sứ. Bọn mình cũng đã có video hướng dẫn đội hình này trước đây. Anh em nhớ tìm xem lại nhé. Bước sang 11.13, Kama bị giảm sức mạnh một chút, còn Nidalee bị chỉnh sửa về lối chơi, nên có đôi chút thay đổi. Nhưng trong cái khó thì ló cái khôn. Thay vì đánh 6 thần sứ, giờ đây đội hình chuyển sang 4 thần sứ, kết hợp thêm 4 thuật sĩ để buff mana cho Kama và Garen sớm tung chiêu. Với đội hình vừa có khống chế, giảm kháng phép, đỡ đòn và sát thương siêu hạng, dàn tướng này dư sức giành lấy một trong những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Còn nếu không tìm được Teemo, anh em vẫn có thể đánh đội hình như cũ, thay thế Syndra và Teemo bằng Nidalee và Riven cũng được. Các cao thủ đánh giá đây là một trong những team mạnh nhất meta đấy. Đội hình chuẩn: Gragas, Soraka, Syndra, Ivern, Kama, Volibear, Garen và Teemo. Đội hình dự phòng: Gragas, Soraka, Nidalee, Riven, Ivern, Kama, Volibear, Garen. Sát thương chủ lực: Kama. Nổi lên từ phiên bản trước, tới giờ Yasuo vẫn là một carry rất cứng cựa do lượng sát thương chuẩn tích được sau mỗi lần tung chiêu. Dù cho bị giảm sức mạnh nhưng hắn vẫn vô cùng lợi hại. Điểm cốt yếu trong đội hình này là roll được Yasuo 3 sao cùng đồ chuẩn mà thôi. Phần còn lại hắn đủ sức cân tất. Tuy nhiên khi mà có quá nhiều đội hình sát thương phép nổi lên, dàn tướng xoay quanh Yasuo cũng phải thay đổi một chút. Chuyển từ 4 ma sứ xuống còn 2 ma sứ để đưa thêm bí ẩn vào. Với việc ít người chịu ngó Darius thì chúng ta có thể sở hữu hắn khá dễ. Và những cú bổ kinh hoàng của tên chiến tướng này sẽ làm giảm rất nhiều giáp của đối thủ, dư sức cho Yasuo trả đẹp tất cả. Anh em đã tin tưởng đấng của chúng ta qua 4 mùa liên tiếp thì cớ sao vì vài cú giảm sức mạnh mà lại bỏ rơi ngày ấy chứ, đúng không? Đội hình chuẩn: Trundle, Pantheon, Yasuo, Morgana, Lulu, Daina, Mordekaiser, Darius. Sát thương chủ lực: Yasuo, Mordekaiser. Ác quỷ là tộc được buff mạnh nhất trong 11.13 khi lần lượt Poppy, Klett, Ziggs, Kennen đều được tăng sức mạnh khá là ghê. Từ đấy ác quỷ quay trở lại là đội hình có thể dùng để giữ vị trí trong giai đoạn đầu rất tốt. Và nếu có thể hai Baron rát vàng thì càng mạnh mẽ hơn nữa. Từ đấy chúng ta dễ dàng gom được một chuỗi thắng ngon lành để bổ sung sức mạnh cho giai đoạn sau bằng một loạt tướng cao cấp. Đội hình ác quỷ chất lượng nhất hiện tại có sự góp mặt của Teemo, Garen, Volibear. Chắc nhìn vào đây anh em cũng thấy là chúng quá ghê rồi, đúng không nào? Khi mà có đến 3 con 5 vàng đang rất mạnh. Tuy nhiên đội hình ngon thì cũng phải trả giá, đó là bị tranh rất nhiều. Đặc biệt là Teemo và Garen. Nên một khi đánh team này anh em cũng phải cứng tay và biết xoay bài nữa nhá. Nếu không thì sẽ ôm hận khi bị các đối thủ KS hết tướng đấy. Ngoài đội hình chuẩn ở trên, anh em cũng có thể xoay bài một chút. Hiện tại, Cà Phê Nhân Phẩm cũng có khá nhiều giáo án ác quỷ khác. Anh em có thể tham khảo để tiện xoay bài trong trường hợp không tìm được những tướng cần thiết nhé. Đội hình chuẩn: Poppy, Ziggs, Kennen, Lulu, Ivern, Volibear, Teemo, Garen. Sát thương chủ lực: Teemo, Ziggs. Tộc suy vong đã được chỉnh sửa nhẹ, giảm khá nhiều sát thương kỹ năng và đòn đánh tay ở các mốc 3 và 6. Chính vì thế đội hình này khá yếu ở đầu trận. Tuy nhiên điều đấy chả khiến suy vong gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng khi lượng chỉ số cộng thêm từ các trang bị hắc ám lại tăng lên, khiến cho về cuối thì suy vong vẫn giữ được sức mạnh như cũ. Là một phép so sánh, khi cùng có đủ 4 trang bị hắc ám, trước đây suy vong sẽ nhận được 70 cộng 28% sức mạnh. Còn hiện tại, con số này là 60 cộng 36%, chỉ ít hơn có 2% thôi. Vậy nên nếu có thể lết được qua giai đoạn đầu trận đến giai đoạn nửa cuối ván, tìm được Draven, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Draven là một carry vô cùng đáng sợ khi hắn là tướng phù hợp nhất để nắm tất cả các món hắc ám. Với những chỉnh sửa của cung xanh đậm trong những phiên bản gần đây, nó trở thành trang bị trấn phái của Draven. Ném cú nào, ra cú nấy.
ngay cả tranh cơ hạng nặng như Garen cũng khó có thể chịu được. Đó là chưa kể đến sự quấy phá của Viego và Katarina, làm cho đối thủ không biết phải chống đỡ thế nào. Hiện Cà Phê Nhân Phẩm đã có video hướng dẫn đội hình, suy vong, thiết giáp với Draven làm chủ lực. Anh em có thể tham khảo để leo rank một cách chuẩn chỉ nhé. Đội hình chuẩn: Hecarim, Thresh, Nautilus, Katarina, Draven, Rell, Ryze, Viego. Sát thương chủ lực: Draven. Thiên thần là tộc vô cùng bá đạo, nổi lên từ phiên bản 11.12 và vẫn tiếp tục khuấy đảo thế giới, chưa có dấu hiệu tụt hạng. Dù Varus, Lux và Rell đã bị giảm sức mạnh cho bản cập nhật này. Vì sao ư? Đó là vì người ta đã biết cách bỏ thêm Garen cùng Kindred để đi cùng 6 thiên thần. Khi đã có anh đại Garen làm giảm kháng phép, thì chủ lực Vel'Koz thoải mái phun kỹ năng xóa sổ cả team địch. Trong khi khiên từ Lux và Rell dư sức giúp Garen có thể sống cực kỳ lâu. Chính xác là khả năng buff khiên đã làm thiên thần trở nên cực kỳ khó chịu, gần như không thể bị tiêu diệt. Về cuối trận, Lux nhận được buff của 6 thiên thần. Một lần cô ta tung chiêu là đối thủ chỉ còn biết than trời. Giờ đây, việc kết hợp thêm mốc 2 hiệp sĩ vừa được buff cũng giúp đội hình này đã trâu lại còn trâu hơn. Hiện đây đang là một trong những team thống trị meta, nên anh em hãy nhanh chóng tận dụng để leo rank nhé. Tuy nhiên cũng cẩn thận là có rất nhiều nhà KS bài. Đội hình chuẩn: Leona, Varus, Syndra, Lux, Rell, Vel'Koz, Garen, Kindred. Sát thương chủ lực: Vel'Koz, Lux. Xong 5 đội hình rồi nhỉ? Nhưng mà chúng mình vẫn bonus cho anh em thêm một đội hình rất mạnh nữa đây. Với việc Aphelios được buff nhẹ, hắn ta cũng đang manh nha quay lại meta. Ngoài ra mốc 2 cung thủ được buff cũng khiến việc dùng Aphelios trở nên có lý hơn. Đội hình Aphelios ma sứ có vẻ đã mang hẳn đến với vinh quang ngày nào. Như mình đã nói ở trên, Darius hiện đang không được chuộng quá nhiều so với các tướng 5 vàng khác, nên chúng ta có thể sở hữu một con Darius 2 sao khá dễ. Sử dụng cùng bộ trang bị như Draven, nhưng Aphelios không có những cú đánh thương mạnh mẽ. Bù lại, hắn có sự bùng nổ về sát thương mỗi khi được kích tốc cũng như tung chiêu. Về cuối ván, khi đã có trong tay một dàn chắn chất lượng cùng sự bảo kê của Kindred, Aphelios có thể thoát khỏi lượng sát thương của các tướng sát thương phép và hồi lại máu một cách nhanh chóng. Đội hình chuẩn: Nautilus, Morgana, Aphelios, Dyna, Mordekaiser, Rell, Kindred, Darius. Sát thương chủ lực: Aphelios. Và đó là những đội hình dễ chơi, dễ lọt top nhất trong phiên bản 11.13. Đây là danh sách do Cà Phê Nhân Phẩm đưa ra sau khi tham khảo nhiều nguồn đáng tin cậy. Anh em có thể tham khảo để dùng cho hành trình leo rank của mình. Nhớ là nên xoay bài một chút, tùy theo trận nhé. Có đến 6 đội hình cho anh em chọn đấy. Đừng quên ấn like, share và subscribe để bọn mình có thêm động lực ra video đều đều hơn nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.